nghề nghiệp là thợ hồ. Ngày nhập viện là 21 tháng 3 năm 2019. Bệnh sử là lý do nhập viện là bí tiểu. Bệnh sử là tính từ lúc nhập viện là cách nhập viện 2 năm thì bệnh nhân thường xuyên tiểu 2-3 lần một đêm. Tỉnh thoảng khoảng 5-6 lần một đêm, có cảm giác tiểu không hết, đi nước tiểu thì bình thường. Cùng ngày nhập viện, bệnh nhân có cảm giác mất tiểu nhưng không tiểu được. Dặn nhiều nhưng không thấy nước tiểu chảy ra, cảm giác đau căng tức vùng hạ vị. Không đưa thấy giảm đau, bệnh nhân đau ngày càng tăng nên nhập viện bệnh viện Bình Minh Vĩnh Long. Tại đây thì chỉ định đặt xong tiểu nhưng không được. Nhưng nên đến chuyển đến bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Tiền sử của bản thân là sỏi thận cách đây 11 năm, được chẩn đoán là bệnh viện Bình Minh nhưng không xử trí. Thói quen là uống ít nước dưới 1 lít một ngày. Tình hình nhập viện là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, tiểu khó, cầu bằng quang dương tính. Thâm dịch tràng thì tiền tuyến to, trắng, mất rãnh giữa. Với lại sinh tồn nạp 71 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 130/70 mmHg, nhịp thở 20 lần trên phút. Cân nặng của bệnh nhân là 55kg, chiều cao 1m65, tính ra BMI là 20.2. Diễn biến bệnh phòng từ ngày 1 tới ngày 5 là bệnh nhân uống nước khoảng 1.500ml một giờ, trên 24 giờ. Bệnh được đặt xong tiểu, nước tiểu màu vàng trong, nước tiểu khoảng 1 lít một ngày. Tình trạng nhập viện, tình trạng hiện tại là bệnh nhân tỉnh, không sốt, tiếp xúc tốt. Tiểu nước tiểu vàng trong, 6 lần trên ngày để uống xong tiểu. Tiểu đêm 2 lần. Khám lâm sàng là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình. Da niêm hồng không thù, không rộng lông bất thường, bóng chân bóng, không dây gãy rụng, các người bây giờ không chạm. Tiếng hợp sinh tồn là đặt đếm 6 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 130/90, nhịp thở 20 lần trên phút. Khám thận tiết niệu là hai hông, không hai bên cân xứng, không hết mỡ, không hết chảy xước, không nghe đặt mặt thận, ấn không đa các điểm như quản trên giữa, chạm thận âm tính và bình thận âm tính, không cầu bằng quang. Thâm tiền lưỡi tí và các dịch tràng thì là cơ bọng hậu môn sức tốt, làm dịch tràng trơn láng, bóng dịch tràng rỗng, không có u cục, không điểm đau. Tuyến tiền liệt thì to, sờ không thấy bờ trên, bờ trên bị đẩy cao, bờ mặt trơn láng, mặt độ chắc, giới hạn đó rồi. Mất ấn giữa, ấn đau tức nhẹ, rút găng không thấy máu thì nhẹ. Đánh giá theo điểm IBSS thì bệnh nhân được 13 điểm. Đánh giá theo QOL thì bệnh nhân được 4 điểm là khó chịu. Các cơ quan khác thì khám chưa ghi nhận bất thường. Tóm tắt bệnh án là bệnh nhân 65 tuổi vào viện vì bí đái, qua hỏi bệnh là thăm khám phát hiện là hội chứng kích thích, là tiểu nhiều lần cả ngày lẫn đêm gây mất ngủ, hội chứng tắc nghẽn, tiểu không hết, tiểu lại dưới 2 giờ, hội chứng tuyến tiền liệt to, tròn, ranh giới rõ, bề mặt lắc, bề mặt láng, mặt độ chắc, mất khoảng giữa, ấn đau tức nhẹ, IBSS 13 điểm, QOL là 4 điểm, tiền sử là sỏi thận cách đây 11 năm. Chúng ta nói sơ bộ là tăng sản lành tính, tiến liên tục, tiền liệt tuyến, theo dõi sỏi thận. Để nói phân biệt là ca tiền liệt tuyến, biện luận là bệnh nhân nam 60 tuổi thì đi lại mất u về đại tiền liệt tuyến là làm tính là 50%. Dừng lại đi. Dạ. Chúng về tiếp thì sao? Như vậy ở bệnh án này ta phải giải quyết một số vấn đề đây. Dạ. Thứ nhất, bạn nói rằng bệnh nhân vào bệnh viện ở Bình Minh là không tiểu không được. Dạ. Và bên đó nếu đặt được thì sao? Nếu không được thì sao? Dạ. Đây ta phải trả lời được câu hỏi đó. Và bệnh viện Bình Minh đặt không tiểu không được cho nên chuyển Cần Thơ. Các bạn hiểu chưa cái cách đặt vấn đề của chúng ta? Vậy ta hỏi nếu đặt được thì sao? Đặt được cái chuyện không? Dạ, yeah, đây là câu hỏi khó, rất là khó. Tại sao có câu hỏi này? Thầy đã dạy hiện nay thay đổi phương pháp học đi. Người ta phải dạy cho người sinh viên cách đặt câu hỏi, chứ không phải là dạy cho sinh viên phải thuộc bài, phải lặp lại những cái gì thầy cô nói. Vì cái điều thầy cô nói chắc đúng không mà bắt được tôi phải lặp lại. Ta hiểu được chưa? Cho nên phương pháp dạy học phổ thông của chúng ta sai. Bây giờ người học trò cũng phải làm bài tập hay bài thi giống hệt như những gì thầy cô dạy. Nếu em nào viết khác đi
thì nhỏ đêm. Sai rồi. Chắc gì cái điều thầy cô nói là đúng mà bắt tụi tôi phải viết giống hình như vậy thì chúng tôi mới có điểm cao. Như vậy ở đây các bạn đặt vấn đề là đặt thông tiểu không được cho nên chuyển bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Thì ta hỏi nếu đặt được thì sao? Hiểu câu hỏi chưa? Rất khó. Rồi cái thứ hai, thăm tiền lên tiếng lúc bí đá. Bạn có ghi là thăm tiền lên tiếng trong lúc bệnh nhân đang bí đá không thể thăm được. Các bạn hiểu điều này chưa? Một bệnh nhân đang bí đá không thể thăm được. Thứ một, lúc này các cái cơ nó đang siết chặt, các bạn không cho tay vào hậu môn được. Muốn cho tay vào hậu môn được, các bạn cần phải gây mê. Trong lúc này á, trong lúc mà bọn đá đang căng á, còn muốn được thì các bạn phải đặt thông tiểu cho nó xẹp hết, các bạn mới cho tay vào hậu môn được. Cái thứ hai, nếu các bạn có cho tay vào hậu môn được trong lúc này thì nguy cơ sốc dây 10 xảy ra rất là cao. Sinh viên chưa có nghe từ sốc dây 10. Dây 10 là một cái dây đặc biệt, người ta gọi nó là dây lang thang. Có nghĩa là các bạn thấy toàn bộ các tạng trong ổ bụng xuống tới tận tầng sinh môn, xuống tận dưới, bây giờ ta không gọi là tầng sinh môn nữa mà ta gọi là sàn chậu, xuống tận dưới cổ tử cung, trực tràng, cơ thắt hậu môn, niệu đạo, hết luôn. Trong lúc nó đang kích thích mà chúng ta đặt to tay vào hậu môn, bệnh nhân sẽ bị sốc dây 10, ta gọi là sốc qua lại. Trên lâm sàng thường gặp nhất sốc dây 10 là khi các bạn bóp giái cái người ngồi kế bên. Bạn thử muốn coi sốc dây 10 không? Làm liền, chúng ta sẽ có ngay liền. Gì nữa? Ở đây các bạn ghi là người nam này không rậm lông. Từ rậm lông không xài cho nam. Không xài cho nam, chỉ xài cho nữ mà. Tại sao? Khi có một cái cường androgen ở nữ sẽ có hiện tượng rậm lông. Khi muốn nói tới từ rậm lông ở phụ nữ thì các bạn phải nói tới hai cái chân mày của họ trước đó. Đây giờ thứ sáu thầy sẽ giảng chi tiết về bài Tantric Sex Sample bài đánh giá về sex của một người ngồi kế bên mình là nam hay nữ. Dạ, như vậy ở đây các bạn không từ tiện nói từ rậm lông. Chỉ khi nào bệnh nhân bị cường androgen trong mài rộng tay chân như khỉ ấy, như đại thiên đại thánh giờ bởi gì nó tam giác long IBSF 13 trên khi bệnh nhân bí đái coi lại cách cho điểm của mình bệnh nhân đang bí đái rồi sẽ IBSF 13 được quality of life 4 ok cái này là cảm giác chủ quan tuy nhiên nó cũng rất là ảnh hưởng tới cái quyết định điều trị của mình Aza các bạn không có cho Aza mấy Aza mấy Aza mấy? Ở đây ai biết Aza là gì? Đưa ta lên. Đứng trước bất cứ bệnh nhân nào có tiền lưu tiến phải có điểm Aza. Aza là viết tắt của chữ American Society of Anesthesia. Aza 1 là bệnh nhân khỏe mạnh và cuộc mổ không có tai biến biến chứng. Aza 2 là bệnh nhân có một bệnh lý gì đó nhưng không ảnh hưởng tới vận động bệnh nhân và cuộc mổ có nhiều tai biến biến chứng. Aza 3 là bệnh nhân có bệnh lý Aza 2 là bệnh không ảnh hưởng gì tới bệnh nhân và cuộc mổ rất ít tai biến và biến chứng. Aza 3 là bệnh nhân có bệnh lý vận động gì đó và ảnh hưởng bệnh lý gì đó làm ảnh hưởng tới vận động của bệnh nhân và cuộc mổ có nhiều tai biến và biến chứng. Aza 4 là bệnh nhân tử vong. Bệnh nhân có rất nhiều bệnh lý và cuộc mổ có rất nhiều tai biến và biến chứng. Aza 5 là bệnh nhân sẽ tử vong trong vòng 24 tiếng dù có làm gì hay không làm gì. Aza 6 là bệnh nhân đã chết rồi nhưng vẫn duy trì máy thở để lấy cơ quan để ghép. Như vậy cái này Aza mấy? Cái này Aza 1. Aza 1. Rồi chi nữa? Đứng trước một bệnh nhân nghi đáy khó do tiền liệt tiến ta có 5 điều 1, 2, 3, 4, 5. Bạn mô tả rất là tốt nhưng cái yếu tố số 4 là volume của tiền liệt tiến không thấy nói quá lớn. Hoàn toàn trong bài của em không có nói tới tiền liệt tiến volume bao nhiêu. Bao nhiêu gram? Không thể nói. Bắt buộc phải có bao nhiêu gram chứ. Em thăm được trẻ em mô tả rất là chi tiết mà không thấy bao nhiêu gram thôi. Thì em hơi quay qua em coi siêu âm người ta nói nhiêu gram. Dạ. Nhiều. D1 nhân D2 nhân D3 chia 2.
Ta ra liễn gì đó. Được chưa? Như vậy, qua bệnh án này ta hỏi câu quan trọng nhất ở đây là còn điều trị nội được hay không? Muốn để trả lời được câu hỏi đó, ngoài cái chuyện EPSF bao nhiêu, quality of life bao nhiêu, chúng ta còn thêm nhiều yếu tố tham khảo nữa. Xét bệnh nhân còn hay hết. Đây là một bệnh nhân thở hổ, cho nên cái mức độ mà chúng ta đánh giá cho cái tiên lượng chọn phương án điều trị của bệnh nhân sẽ không nằm trong cái nhóm ưu tiên. Những nhóm ưu tiên là gì? Bệnh nhân ở gần bệnh viện. Thế đó là gì? Bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Như nữa, bệnh nhân còn sex và bệnh nhân sống trong một điều kiện có người chăm sóc tốt. Khi nào bệnh nhân có đủ bốn điều kiện đó, ta sẽ ưu tiên điều trị nội. Bệnh nhân này sao? Thứ nhất là ở sau bệnh viện. Thứ hai là nghề thở hồn. Thứ ba, sex như thế nào không nghe em nói. Sex ra. Bệnh nhân còn quan hệ tình dục tốt không? Không có hỏi gì, bệnh án em đâu có điểm. Nhưng bệnh án này khi nào cho này là sẽ không có điểm. Sex. Như vậy, để đánh giá một người, từ đây trở đi các bạn muốn đánh giá bất kỳ ai, dù là ông nội em, ông ngoại em hay những người làm sớm, em phải đánh giá bốn yếu tố mà thầy nói. Được chưa? Bây giờ dừng ở đây.